Bảo Dùng, Phương Trang Lượng Lớn. 16 phát đáng bản lĩnh nhất đã có mặt tại Yến Vàng 2021. Trải qua gần 20 năm, Yến Vàng đã chấp cánh cho hàng loạt những tài năng bay cao trong lĩnh vực người dẫn chương trình. Và ngay khoảnh khắc này, hành trình bay lên tầm cao mới của 16 cánh én trong mùa én 2021 chính thức bắt đầu. Chào mừng quý vị đến với Én Vàng 2021. Trong lịch sử Én Vàng, có lẽ đây là mùa én đặc biệt nhất, đặc biệt từ cách tuyển sinh, đặc biệt từ phương thức tổ chức và đặc biệt trong cách thể hiện. Lần đầu tiên tôi đứng một mình trong sân khấu ảo, nhưng tôi tin rằng tôi sẽ không cô đơn vì có quý vị theo dõi. Có các thí sinh đồng hành với chúng tôi và cất lời yêu thương là thông điệp của chặng bay đầu tiên. Bởi ngay lúc này, tôi muốn các cánh én gửi trao những yêu thương đến tất cả những ai đã vì đồng bào của mình mà hy sinh quên mình. Anh muốn nói với các cánh én yêu thương, hãy trao gửi những gì tâm huyết và hay nhất trong lúc này. Và chúc các cánh én có một đôi cánh mạnh mẽ để vẽ lên những giấc mơ, có trí não tỉnh táo để vượt qua giông bão, có trái tim nồng ấm để sưởi ấm những nỗi đau, và có đôi môi rộng mở để cất lời yêu thương. Én Vàng 2021, hãy bay theo cách của bạn và làm bạn với yêu thương. Nhật ký Én Vàng. Những ngày đầu tháng 8, thành phố thinh lặng đến nao lòng. Én về ngược mùa, chúng tôi những cánh én cùng bay về vùng trời xuân sớm, mang theo bao ước vọng, dành tặng một tình yêu lớn cho thành phố của tôi. Thành phố nghĩa tình, yêu nhiều lắm, đất nước của sự kiên cường, luôn cùng nhau vượt qua mọi bão giông. Và chúng tôi sẽ bắt đầu chặng bay đầu tiên với tinh thần mạnh mẽ nhất. Hãy cùng chúng tôi, hãy cùng Én Vàng cất lời yêu thương. Việt Nam sẽ chiến thắng. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Én Vàng 2021, bay theo cách của bạn và làm bạn với yêu thương. Ngay bây giờ, tất cả đã sẵn sàng. Hãy cùng đến với chặng bay đầu tiên của 4 cánh én trong tập hôm nay. Cùng với đó là sự xuất hiện của 4 vị giám khảo: nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, người dẫn chương trình Thanh Thảo, người dẫn chương trình Nguyên Khang, người dẫn chương trình Lưu Hà Trinh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Thời Trạng Kim. Tại vòng 1 với chủ đề Cất lời yêu thương, 16 cánh én sẽ lần lượt cất cánh qua 4 hành trình: tự giới thiệu, câu chuyện thời Covid-19, ước mơ, lời cảm ơn. Và cánh én mở màn trong chủ đề cất lời yêu thương đó chính là thí sinh Minh Thắng với phần thi đầu tiên tự giới thiệu. Xin mời. Xin chào quý vị ban giám khảo, xin chào tất cả quý vị khán giả. Tôi tên là Minh Thắng. Với tôi, khác biệt để trở nên đặc biệt là câu nói mà tôi thường dùng làm kim chỉ nam trong cuộc sống và trong đời làm nghề. Bởi vì tôi luôn hiểu rằng mình có thể không phải là người giỏi nhất, nhưng sẽ luôn tìm những điều khác biệt nhất để có thể ghi dấu ấn cho cá nhân của riêng mình. Và điều khác biệt mà Minh Thắng mang đến Én Vàng năm 2021 không phải chỉ là hài hước, không phải chỉ là năng lượng, mà còn là một phần trách nhiệm. Trách nhiệm với lời mình nói ra. Bởi vì một người muốn nói hay là một người phải biết lắng nghe. Vậy thì trách nhiệm trong việc lắng nghe là Thắng sẽ lắng nghe tất cả những nhịp sống đang được diễn ra xung quanh. Thắng sẽ lắng nghe những người xung quanh mình với những lời chia sẻ và góp ý để có thể thu gom lại thành những vốn sống cho riêng mình. Từ đó sẽ biến chúng trở thành những lời dẫn làm sao cho hay nhất, cho gần gũi nhất với quý vị khán giả. Và trách nhiệm lớn hơn là biết bảo vệ uy tín của cuộc thi Én Vàng, nơi đã mang lại rất nhiều những hình ảnh đẹp cho bao thế hệ đi trước trong nghề dẫn chương trình. Và riêng cá nhân tôi, dù có đạt giải hay không thì tôi cũng sẽ luôn gìn giữ hình ảnh ấy, sẽ luôn có uy tín của cá nhân để càng ngày càng trau dồi mình tốt hơn, để xứng đáng khi được trở thành là một thành viên trong đại gia đình lớn mang tên Én Vàng. Bởi lẽ riêng cá nhân của Thắng thì Én Vàng không chỉ dừng lại ở một cuộc thi mà còn là một cuộc đời. Đời làm nghề cho sự trưởng thành và luôn hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày. Và đó là cam kết của tôi với Én Vàng năm 2021. Tôi là Minh Thắng. Tiếp nối sẽ là phần thi ước mơ và thử thách tăng cường dành cho Minh Thắng là bạn chỉ có 100 giây để thực hiện phần thi của mình. Xin mời Minh Thắng. Khi mà em đang đứng ở đây á,
để có thể gặp gỡ ban giám khảo qua màn hình online như thế này thì đó là một trong những điều tiếc nuối của riêng cá nhân em. Bởi vì nếu được gặp gỡ trực tiếp ban giám khảo thì chắc có lẽ là em sẽ xuống để xin được bắt tay và hỏi thăm là các anh chị có khỏe không. Bởi vì khi mà ghi hình trực tiếp thì cũng là một trong những ước mơ khao khát của cả thanh xuân của Minh Thắng, có thể được đứng trên sân khấu Én Vàng. Ước mơ thì không ai đánh thuế, nên thường người ta sẽ ước mơ những cái gì nó vĩ mô lắm, lớn lao lắm. Nhưng mà riêng cá nhân của Thắng thì ước mơ đơn giản lúc này là Én Vàng được ghi hình trực tiếp với một sân khấu lộng lẫy, với diễn viên, với những đạo cụ minh họa, với cả những lời nhận xét trực tiếp được lắng nghe từ ban giám khảo và được gặp gỡ các thí sinh trong top 16. Hơn hết, lắng nghe những tràng vỗ tay của quý vị khán giả ủng hộ và luôn yêu thương mình. Và chúng ta cũng ước mơ rằng là các ngành nghề khác họ cũng đang suy nghĩ về ước mơ sân khấu của cuộc đời họ. Ví dụ như là cục giảng sẽ là sân khấu của các thầy, các cô, hay như tiếng giao, bánh mì thơm ngon, đặc ruột thơm mơ, 5.000 một ổ cũng là những tiếng giao ở khắp nẻo đường của thành phố Hồ Chí Minh tại sân khấu của cuộc đời. Vậy thì chúng ta cứ tin rằng ước mơ này sẽ sớm thành hiện thực, bởi lẽ sau cơn mưa thì trời lại sáng. Lúc bây giờ thì tất cả những sân khấu sẽ lại sáng đèn trở lại như sự rực rỡ vốn có của nó. Và Én Vàng cũng vậy, sẽ lại sáng đèn chờ tất cả những cánh én bay về chào đón mùa xuân. Và đây là ước mơ của Minh Thắng. Cảm ơn Minh Thắng. Chào các anh ạ. Hôm nay chủ đề là kích lời yêu thương. Thì ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này, tôi rất là muốn các én thông qua cái ngôn ngữ của mình để biểu lộ những cái cảm xúc, những cái tình cảm mà trái tim mình muốn gửi trao cho những người ở tuyến đầu, những người đã âm thầm hy sinh. Nên thứ nhất là rất là khen cái hay của Thắng. Nếu mà Thắng chỉ nói về cái sân khấu của Én Vàng không, mà Thắng không có cái liên hệ với sân khấu của cuộc đời, thì anh không đánh giá điểm cao. Rất là sắc bén với các cái tính chất bắt cầu, như là từ sân khấu cuộc đời với ước mơ nhẹ nhàng thuần khiết của riêng mình thôi. Mình là MC, mình mơ sân khấu được sáng này không có gì sai hết á, đến một ước mơ lớn hơn cho sân khấu cuộc đời, tư duy biên tập xuất sắc. Tuy nhiên đối với chị nha, mọi thứ nó còn quá là thô sơ với một cái người dẫn chương trình, đặc biệt là khi chúng ta lan tỏa và truyền về cái cảm xúc của mình, thì cái cách mà mình sử dụng ngôn từ nó sẽ chạm vào người ta rất là nhiều. Chính vì vậy mà chị mong là ở những vòng sau, nếu như Thắng có cơ hội đi tiếp thì Thắng chú tâm nhiều hơn vào cái yếu tố ngôn từ này. Trong một câu mình sẽ có những cái từ nó chắc, nó sắc, để mọi người có thể giống như là nhớ và ấn tượng vậy đó. Chứ còn riêng một phần vừa rồi thì chị cảm thấy nó đơn sơ, nó mộc mạc, nó dễ thương vậy đó, nhưng mà nó chưa có một cái sự ấn tượng đối với chị. Tại sao em lại sử dụng những ngôn từ nó đời như vậy? Lúc đầu khi mà em viết em cũng viết nó văn hoa lắm, nhưng mà cái nỗi em suy nghĩ nếu mà mình ước mơ văn hoa quá thì những cái điều nhỏ nhặt nhất lại không được gửi trao đến những người nghèo khổ hay là những người thiếu thốn. Thắng ơi, ngôn từ đẹp là ngôn từ chạm về mặt cảm xúc, cho nên là chúng ta vẫn có thể dùng những ngôn ngữ rất đời nhưng mà nó là ngôn ngữ đẹp và ngôn ngữ của truyền hình. Với lại Thắng có vẻ là thí sinh đầu tiên cho nên bạn còn hơi gồng. Bản tính của Thắng chỉ biết là nó có một cái sự sôi nổi hơn nữa. Bạn đừng có giấu những cái điều này. Chị nghĩ là với sân khấu Én thì cái cá tính của mình càng bộc lộ nhiều, nó sẽ càng thể hiện ra cái màu sắc riêng của mình. Em rất là cảm ơn những lời nhận xét của chị Thanh Thảo. Cái việc mà tại sao Thắng lại không có thể tung bay rồi thoải mái trong cái ngôn ngữ cơ thể á, thì cái vấn đề là ở nhà em á thì nó cũng có một cái giới hạn nhất định, nên em rất là ước mơ là tại sao lại là sân khấu Én Vàng. Tại vì em nghĩ rằng với một không gian của sân khấu Én Vàng, với sự lộng lẫy hoành tráng, thì em có thể thỏa sức tung bay và thể hiện mình. Nên ngày hôm nay chắc là em gồng như thế này cũng là một điều mà chị Thảo nhận xét rất là đúng. Thắng ơi, trong cái vở kịch, nhạc kịch đó, đó là Little Women, những người phụ nữ nhỏ bé được dựng thành phim á, mà tác giả là Louisa May Alcott, thì chỉ có một cái phân cảnh là cái cô bé, là cô em á, cô bị bệnh rất là nặng, cô bị sốt rất cao và cô nằm trên cái giường gỗ, tưởng tượng là cô đang được chơi piano. Thì cái khung cảnh nó rất là nhỏ hẹp nhưng mà làm cho khán giả cảm thấy rung động bởi vì cái sức sống mãnh liệt của cô gái này. Vậy thì chúng ta sẽ không thể nào mà đổ lỗi cho việc là tôi có quá ít đất diễn, tôi có một cái khung hình quá hẹp, tôi có một cái khung cận nó không được thay bằng khung toàn, tôi không được chuyển. Và dù cho người ta xem qua màn hình chỉ có một cái góc nhỏ mà người ta có thể tưởng tượng bay bổng cùng Thắng đến những cái góc nhỏ hay là đến những cái nơi lớn hơn, lộng lẫy trang hoàng hơn như những sân khấu sáng đèn, họ đều cảm nhận được âm thanh, ánh sáng và từng cái xúc giác của họ hoạt động. Đó mới là một nghệ thuật của ngôn ngữ, đứng ở một chỗ mà đưa người ta đi khắp nơi, nó không có khó. Và cái điều quan trọng là mình phải biết lắng nghe và tiếp thu. Cảm ơn chị rất là nhiều.
Ngay bây giờ là phần thi câu chuyện thời Covid-19 của thí sinh Minh Thắng. Và chủ đề em lựa chọn đó chính là bình tĩnh nhé Việt Nam ơi. Thời điểm hiện tại, Thắng mới đặt một dấu chấm hỏi cho cá nhân của mình và cả những người thân, những người bạn bè xung quanh hỏi nhau rằng vậy thì chúng ta sẽ làm gì để có thể chia sẻ với nền y tế Việt Nam. Thắng đã tìm được những cái cách thức đơn giản nhất. Thôi thì thay vì chúng ta sợ hãi Covid-19, chúng ta hãy tìm những phương cách đúng nhất và tốt nhất. Hãy hiểu Covid-19 để chúng ta có thể vượt qua một cách không sợ hãi. Bởi vì người ta thường nói như thế này, khi ta hiểu rồi thì nỗi sợ cũng sẽ hóa nhỏ hơn. Vậy chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ một giải pháp để có thể tìm ra là mình phải cứu mình trước khi người khác cứu mình. Và chúng ta có thể tuân thủ cùng lắng nghe Thắng chia sẻ 3 điều sau đây về kiến thức cơ bản, về ý thức và về những đồ vật cần trang bị trong mùa dịch này. Kiến thức nhé, thì chúng ta có thể hiểu corona là một loại virus không quá nguy hiểm như những căn bệnh hiểm nghèo khác. Mà đơn giản, virus corona là một loại virus có thể lây nhiễm trong không gian, trong cộng đồng. Vì vậy chúng ta đừng tụ tập đông người lúc này, hoặc là chúng ta hãy giữ khoảng cách với những người xung quanh. Còn về ý thức thì đơn giản rằng trong suốt thời gian vừa qua chúng ta nghe rất nhiều về quy tắc 5K mà Bộ Y tế Việt Nam đã khuyến cáo. Còn cho Thắng hỏi quý vị một điều như thế này nhé, không biết là tại nhà quý vị có đang có 3 vật dụng và 3 loại thuốc này hay không? Thắng xin được phép thưa luôn, ở nhà Thắng thì Thắng đã chuẩn bị rất kỹ về 3 vật dụng này để có thể trang bị một cái sức khỏe cho mình và cho người thân thật tốt. Thứ nhất là nhiệt kế, để chúng ta có thể đo cơ thể của mình ở nhiệt độ nào, có đang báo động hay không, hoặc cần phải thay đổi như thế nào để có một cái nhiệt độ tốt nhất cho cơ thể của mình. Cái thứ hai là viên sủi C. Ở đây á, là viên sủi sẽ mang lại sức đề kháng và làm cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh hơn, thêm nhiều vitamin hơn mỗi ngày. Và cái thứ ba đó chính là thuốc hạ sốt. Về thuốc hạ sốt này thì cực kỳ cần thiết và quan trọng trong giai đoạn này nếu cảm thấy cơ thể đang lên tiếng và cần thiết. Ngoài ra, chúng ta có thể tự trang bị những điều tích cực hơn, luyện tập thể dục thể thao, hay là thậm chí là chọn một món ăn ngẫu nhiên nào đó mà mình yêu thích có thể nấu ăn mỗi ngày để có thể làm cho cuộc sống của chúng ta tích cực hơn và lan tỏa năng lượng đó đến những người xung quanh. Thì hỏi mình đi ạ, mình có phải là một tế bào mang sức khỏe lại đến với cộng đồng hay không? Bởi vì một tế bào khỏe thì xã hội này sẽ mạnh khỏe. Nên lúc này vaccine mạnh nhất là vaccine ý thức của mỗi người chúng ta. Bình tĩnh nhé Việt Nam ơi. Và cuối cùng là phần thi lời cảm ơn. Minh Thắng sẽ có 120 giây để thực hiện phần thi của mình. Xin mời bạn. Lời cảm ơn Thắng muốn dành rất nhiều cho rất rất nhiều người, cho rất rất nhiều những điều khác nhau. Nhưng lúc này thì Thắng có thể mời quý vị giám khảo, quý vị khán giả có thể dành 3 giây để tìm trên Google định nghĩa của hai từ thanh xuân. Thanh xuân thì chắc có nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng riêng cá nhân của Thắng thì thanh xuân chỉ đơn giản là tuổi trẻ, là lúc mà Thắng có thể sống và làm được thật nhiều những điều mà mình mong muốn. Và thanh xuân ngay tại thời điểm này là lúc mà Thắng đang cùng những người bạn của mình sử dụng tuổi trẻ, sức khỏe để có thể cống hiến, chia sẻ đến cộng đồng. Trong những ngày vừa qua thì Thắng cũng được may mắn là được chia sẻ đến những hoàn cảnh khó khăn, họ đang thiếu thốn những bữa ăn. Lúc mà đi phát, cái Thắng mới cảm nhận được rằng là Thắng chỉ cúi xuống nhẹ thôi là trao cái hộp cơm này đến cho một cụ ông, một cụ bà. Thế lúc bây giờ thì Thắng nhận thấy là nụ cười của họ là sự hạnh phúc, làm cho Thắng thêm động lực, làm cho Thắng thêm biết được rằng là thanh xuân mình đang có một ý nghĩa như thế nào. Và cũng nhắc nhở rằng mình phải càng là một chiến binh mạnh mẽ hơn để có thể đóng góp và chia sẻ đến cộng đồng. Và trong giây phút này thì Thắng lại càng cảm thấy rằng tuổi trẻ của mình đang được ghi dấu ấn bởi một cột mốc, và sau này sẽ là những câu chuyện kể cho những người con, người cháu khi là ông là bố trong gia đình, rằng ông bố đã từng sống trong một thanh xuân, một tuổi trẻ đáng nhớ, làm được rất nhiều những giá trị trong cuộc sống chỉ đơn giản bằng những nghĩa cử nhỏ nhặt nhất. Người ta thường nói là xuân hạ thu đông, hoa nở rồi cũng phải tàn, đời người cũng thế. Vậy nên Thắng sẽ dành lời cảm ơn này đến thanh xuân tuổi trẻ của mình, bởi vì trước khi Thắng biết được rằng cuộc đời này tươi đẹp như thế nào thì Thắng đang trân trọng những giá trị của hiện tại và làm cho nó ý nghĩa hơn bao giờ hết. Cảm ơn tuổi trẻ của chính tôi ngày hôm nay. Em có một cái hay là em đã đưa những cái vật dụng
để dẫn chứng cho nó sinh động hơn. Trong một cái không gian nhỏ như vậy thì mình cũng cố gắng tìm những cái gì để hỗ trợ cho cái phần thi của mình. Cái phần cảm ơn thì em chọn cái cũng hay. Có thể là nhiều người sẽ cảm ơn những người xung quanh, thì tại sao mình không cảm ơn mình, đúng không? Đã có một cái tuổi trẻ đáng ghi nhớ ở trong cái giây phút mà cần mình như thế này. Chỉ có cái điều như vậy nó hơi tiếc một chút đó. Cái chủ đề của em là bình tĩnh nhé Việt Nam, thì cái bình tĩnh đó, nó sẽ ở phía trong, nhưng em nói ở cái phía ngoài nhiều hơn. Bình tĩnh là cái tâm hồn của mình, nó phải bình tĩnh thì mình mới bình tĩnh được. Cái chữ bình tĩnh nhé Việt Nam ơi nó hơi lớn so với cái bài phân tích của em. Chị vẫn muốn là nó có một cái độ kết nối mạnh mẽ hơn, đi từ nhỏ tới lớn hoặc từ lớn tới nhỏ, hoặc là cái điểm giữa bùng nổ gì đấy cho cái chữ bình tĩnh nhé Việt Nam, thì nó sẽ làm cho chị nhớ nhiều hơn. Cái thiếu nhất của em có nghĩa là cái cảm xúc ở trong cái giọng. Tại có lẽ em là cái người nói nhiều về thể thao á, nên đôi khi những cái chủ đề cảm xúc á, anh chưa thấy em làm tốt lắm. Nên là chú ý sử dụng từ ngữ và cái giọng của mình ở những chỗ cảm xúc để kéo người ta gần đến mình hơn. Thì em phải dùng cái kỹ năng của cái tông giọng của mình để mình chạm đến trái tim của khán giả. Khi mà em nói về cái lời cảm ơn của thanh xuân của em thì nó phải có một cái sự rực rỡ trong cái tông giọng của em, trong cái nét mặt của em. Thì chú ý một tí xíu, rõ ràng cái cách em nhả chữ, em nhấn, em buông, em mạnh, em nhẹ chỗ nào, em đau đớn chỗ nào, em hoành tráng chỗ nào, là nó làm cho khán giả họ có được một cái tín hiệu để họ bắt nhịp trái tim cùng với em. Nhớ cái từ anh nói nè, đôi khi phải nâng niu cái từ mình sử dụng. Khi mình nâng niu nó, mình sẽ cảm thấy nó đắt hơn và nó có cái giá trị hơn. Anh Vinh đã có một cái từ khóa mà Thắng nên ghi nhớ mãi mãi, về sau sẽ giúp cho Thắng tăng được 2 lần công lực luôn. Đó là chữ nâng niu. Bởi vì Vincent Van Gogh có nói là chiêm ngưỡng đi, hầu hết tất cả chúng ta đều chưa say đắm đủ. Nên liệu là Thắng đã có say đắm đủ cái khoảnh khắc muốn rơi nước mắt khi mà một người không có chỗ ngủ, không có đồ ăn mà nhận được một hộp cơm họ quý như vàng, và họ cảm ơn, họ trân trọng, họ cảm giác như là được một người con ruột của mình đến để chăm sóc mình. Chỉ cần mình say đắm đủ với những cái điều đẹp đẽ mà mình đã thấy, đã cảm nhận, thì mình có thể chia sẻ nó từ trái tim đến trái tim. Bạn đã có tư duy biên tập rồi, bạn chọn chủ đề rất hay, nên cái chuyện mà bạn mềm mại hơn, sâu sắc hơn, tình cảm hơn và sắc bén hơn theo ý của anh Vinh, chị Thảo và Trinh đó, nó không có khó. Trinh chắc chắn là Thắng là người có thể thừa cái sự mạnh mẽ và quyết đoán để có thể để những cảm xúc đó vào lòng mình. Nhưng mà anh rất là chúc mừng em, thí sinh đầu tiên rất là can đảm để nói lên những cái tiếng nói để kích những người yêu thương dành cho những người xung quanh. Đó là cái điều cũng đáng ghi nhận rồi. Cảm ơn em. Em cảm ơn rất là nhiều ạ. Cánh én tiếp theo sẽ cánh tại Én Vàng 2021, đó chính là thí sinh Thiên Phong với phần thi đầu tiên tự giới thiệu. Và thử thách bất ngờ dành cho Thiên Phong là bạn chỉ có 60 giây để thực hiện phần thi của mình. Xin mời. Dạ, cảm ơn rất nhiều. Xin chào anh Vinh, xin chào chị Thảo và chào chị Trinh. Em tên là Thiên Phong và mọi người hay gọi là Phong Thông Dông. Chắc có lẽ là vì em thích sống linh đênh, sống thoải mái và nhẹ nhàng. Bằng chứng là em đã hoàn thành được bản đồ Việt Nam với 63 tỉnh thành và hiện cũng đang là một ông chủ nhỏ của một homestay tại Đà Lạt. Và chắc có lẽ là với cái cách sống thông dông tự tại đó mà em nghĩ rằng cái điều mà em có thể cam kết với Án Vàng lần này là mang chính cái tinh thần đó để cho Án Vàng lần này sẽ thực sự là một sân chơi đầy thoải mái và niềm vui. Thêm nữa rằng là cái mùa dịch này ai cũng đang vất vả hết, cả những cái anh kỹ thuật, cả những cái bạn hỗ trợ và cả những khán giả. Em thấy người ta đeo khẩu trang làm việc nè, em thấy người ta phải đeo mặt nạ để mà che đi cái mặt của mình, còn có mỗi cái lỗ tai là thông thoáng thôi. Thì hy vọng rằng là giọng nói của mình, cái tiếng nói phát ra từ thanh đới của mình sẽ làm rung rinh những cái thanh âm tốt đẹp nhất trong cái cục xương nhỏ nhất trong cơ thể của tất cả mọi người, đó chính là cái xương sau màn nhĩ. Và cảm ơn rất là nhiều và hy vọng Phong Thông Dông sẽ là một cái màu sắc thật là thoải mái tại Án Vàng 2021 ạ. Tiếp tục sẽ là phần thi lời cảm ơn, xin mời Thiên Phong. Nếu mà nói về là cảm ơn thì em đã nhớ, em có đọc một cái bài báo nói rằng là xử phạt gần 5 tỷ đồng người dân thành phố Hồ Chí Minh bởi vì ra đường không lý do. Mà em nói wow, 5 tỷ vậy là quá nhiều người dân ra đường luôn đúng không ta? Em mới làm thử một cái bài toán nhỏ nhỏ, 5 tỷ chia cho 2 triệu tiền phạt mỗi lượt, vậy thì chia ra sẽ có khoảng gần 2.500 người đã ra khỏi nhà mà không có lý do chính đáng. Cho nên em xin được phép dành lời cảm ơn của mình đến với những người đã ở nhà. Em cảm ơn mẹ của mình nè, rồi mẹ của em là
cái người tập thể dục mỗi ngày và chấp nhận ở nhà tập thể dục ở ngoài ban công, mặc dù rất là chật hẹp. Em cảm ơn em gái của em vì đã ở nhà dạy cho em biết nấu ăn. Em cảm ơn luôn tất cả những người đã chấp hành đúng những cái yêu cầu, những cái nghị định của chính phủ ban ra để chấp nhận ở nhà là bảo vệ bản thân mình cũng như hỗ trợ cho tuyến đầu. Ở nhà vẫn vui mọi người ạ. Nếu mà mọi người không biết làm gì hay là mọi người cảm thấy cuộc sống mệt mỏi quá, liên hệ với em tặng ngay quyển sách Khi Không Có Gì Mình Cười Hì Hì mới ra mắt thời gian vừa qua miễn phí. Cái phần xuất hiện ngày hôm nay của bạn cực kỳ là ấn tượng. Nó ấn tượng bởi những cái điều đơn giản rất là đẹp. Bạn không có dùng những cái thủ thuật về văn phong ở đây, về cái cách trau chuốt từ ngữ ở đây để bạn thể hiện cái tinh thần nhà văn. Với lời cảm ơn này thì chị cũng đánh giá rất là cao. Sự đầu tư nhưng mà không đầu tư, nghĩa là chẳng cần phải có một cái gì đó nó quá đao to búa lớn cả, nhưng mà nó đã chạm đến trái tim chị. Bạn làm quá tốt. Chúng ta cần nhiều người như Thiên Phong trong cuộc thi, bởi vì bạn đang trò chuyện với chúng tôi. Bạn là một người đồng nghiệp đang chia sẻ những nguồn cảm hứng sống và suối nguồn của sự tươi trẻ và thanh xuân, chứ không phải là bạn đang soạn sửa và cứng nhắc mang đến một cuộc thi làm hài lòng bất kỳ ai. Bạn chỉ muốn chia sẻ một chút mát lành của Đà Lạt, bạn chỉ muốn mang đến một chút xíu niềm vui sống một nụ cười hì hì, và bạn chỉ mong là tất cả chúng ta đều hãy nhìn thấy những mặt tích cực của rất nhiều người mà đang ở nhà, và bạn gửi lời cảm ơn đến những mặt còn lại mà bạn thấy là tươi đẹp, chứ bạn không thấy những cái chấm đen trên tờ giấy trắng. Em tiếp cận nó tự nhiên và nó đời, nhưng cái kỹ năng để biểu đạt những cái điều đó bằng ngôn từ á, thì em vẫn phải học. Thực sự là em là cái giọng nó chưa có sáng, nó chưa được trong á. Em nói nó vẫn nằm ở giữa cổ với bụng, nhập bụng là sao nó có lực hơn và nó có hơi hơn. Thì em mới nói từ đây à, có nghĩa là khi nghe nó vẫn hơi bị nghẹn. Cái thứ hai nữa là dính chữ á, thì cái thông điệp của mình nó không có nét. Thí dụ như là tôi yêu lắm, tôi lắm, thì cái này á, là anh nghĩ em phải luyện. Đặc biệt đó là anh rất mong chờ với một nhà văn như em, mộc mạc nhưng mà cách mở với cách kết á, em là chưa độc đáo. Em đáp á, làm cho người ta ly kỳ hơn một chút và cái văn em sử dụng. Như hai phần vừa rồi em kết đều không tốt, nhưng anh rất thích cái thông điệp cảm ơn của em, đó là ở nhà. Chúng ta ở nhà đã là chiến sĩ. Ở trong giây phút này, ở nhà và yêu thương và lắng nghe đã là điều tốt lắm rồi. Nếu chúng ta không làm gì to lớn, hãy cứ ở nhà. Không thôi, ít nhất cũng là thi én vàng để nói những lời yêu thương đến mọi người. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh Vinh à. Em sẽ cố gắng để phát triển mình hơn à. Và ngay bây giờ là phần thi câu chuyện thời Covid-19. Tại phần thi này sẽ có một thử thách tăng cường dành cho Thiên Phong. Đó chính là bạn chỉ có 120 giây để trình bày phần thi của mình. Xin mời Thiên Phong. Anh là ai? Tại sao anh lại có mặt ở đây? Tôi không biết tao là ai hả? Tao là Covid đấy. Vậy tại sao anh lại có mặt ở đây? Tao nghe nói có một thằng con trai tối ngày ở nhà ngồi thiền, rồi càng ngày năng lượng càng đi lên, rồi không sợ ai nữa đúng không? Nên tao tới đây để tao đánh tiếng nè, để coi mặt mũi nó ra làm sao. Vậy thì anh đánh thử coi tôi nghe tiếng nào nè. Mày không biết tới tao luôn hả? Ta là kẻ mà chỉ cần giơ tay phải lên thôi là có rất nhiều người bị mắc bệnh. Và ta chỉ cần búng tay thôi là những đôi lưới yêu nhau, kẻ phải Hà Lan và người Việt Nam đó. Ấn tượng đó. Nhưng mà tôi không bất ngờ, tôi có đọc báo tôi biết cái vụ này. Nhưng mà tôi nói cho anh biết, hơn 200 triệu người mắc bệnh kia làm chúng tôi đoàn kết hơn. Chưa bao giờ thế giới như lúc này, con người gắn kết con người vẫn luôn ở trong tim chúng tôi. Họ không đi đâu cả. Và những lứa đôi bị xa nhau đó, họ có thể ở nhà vẽ tranh về nhau mà. Thôi, đừng nói nhiều nữa, làm ơn biến ra khỏi tâm trí của tôi đi. Vừa rồi thì Thiên Phong vừa kể nhỏ một cái câu chuyện, nhưng mà hy vọng rằng dùng tí xíu tài năng diễn xuất đã lâu rồi bị thất lạc của mình để mô tả một cuộc nói chuyện giữa Phong và Covid. Cái này phải nói thật là Phong trong một lúc thiền rồi đấy đã từng gặp gỡ cái nhân vật phản diện này. Và tại thời điểm đó, tự nhiên mình thấy mình bình tĩnh lạ thường. Quý vị có tự hỏi là nếu như có một cái người rất là bất lịch sự vào nhà quý vị, thạch sách quý vị, rồi khoe khoang như vậy, chúng ta sẽ làm gì? Với Phong của ngày xưa, một phát vào mặt. Chắc có lẽ thiền định đã giúp cho Phong cảm nhận được cuộc sống này với rất là nhiều những cái yếu tố nội hàm. Mình hiểu rằng không việc gì mình phải làm câu chuyện bạo lực đó. Mình dùng chính cái con người và chính những cái điều mà bản thân mình có được, học được từ kiến thức, từ ý thức và cách thức để mình thể hiện cho bạn rằng tôi không giống như bạn. Và ước gì thời gian sắp tới tôi có thể có được một cái cơ hội gặp lại bạn ấy. Tôi sẽ nói với bạn rằng Ê Covid, Lưu Ba Cà Chi. Cuối cùng, ngay sau đây là phần thi ước mơ. Ước mơ của Thiên Phong là gì? Hãy cùng theo dõi ngay bây giờ.
Ước gì em được đi Đà Lạt, ước gì em được uống trà sữa ở ngoài quán, chứ không phải order trên app giao hàng. Em cách ly đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Mong sao có vết máu bị xịt và em được lên sân khấu. Én vàng bao ngày ta chờ đợi và ước gì cho thành phố lại chật chội, để bao nhiêu đôi chân ngóng đi được lang thang khắp nẻo đường. Ước gì có liều thuốc nhìn màu và ước gì không một ai phải sầu, và em sẽ luôn luôn vững tin Việt Nam chắc chắn vượt qua. Dạ, thêm một cái tài nhỏ nữa là chính xác là từ Covid, đợt đầu tiên em đã tự ở nhà lên YouTube và học đánh đàn guitar, mặc dù chưa có giỏi lắm. Tuy nhiên thì để nói về ước mơ thì em nghĩ rằng em phải dùng thêm cái tài lẻ này rồi, bởi vì ước mơ thì phải vui chứ. Như mọi người thấy, em mơ rất là nhiều. Mơ được uống trà sữa ngoài quán nè, mơ được tung tăng gặp gỡ bạn bè nè, được đi du lịch, đặc biệt là Đà Lạt nè. Và tự nhiên thấy mình nhỏ bé quá với những ước mơ cứ cỏn con như vậy. Nhưng mà nếu mà được ước bự hơn, ước to hơn, thôi cho em đổi hết ước mơ của mình luôn cũng được, để đổi lại một ước mơ nó chắc chắn là sẽ thành hiện thực. Đó là một cái phương thuốc nhiệm màu, một cái điều diệu kỳ sẽ đến, và không chỉ Việt Nam mà tất cả mọi người sẽ vượt qua cái cảnh này, vượt qua hết tất cả những cái khổ đau phiền muộn. Và mọi người ơi, Việt Nam chắc chắn vượt qua. Yeah yeah yeah. Kim Phong là một người học khá nhanh đó. Ở trong hai cái phần mà anh nói là cái phần mở phần kết đó, rõ ràng hai cái phần sau này, cái phần mở phần kết độc đáo hơn. Một cái là em đã dùng kịch nghệ để đối thoại, một cái là em dùng âm nhạc. Cái cách đó nó cho người ta thấy được là em có sáng tạo. Cái cách mà em tự soạn một cái đoạn kịch ngắn như vậy, nó không phải là những cái thông tin giáo điều hay là những cái con số làm cho người ta cảm thấy nặng lòng, nhưng mà nó cần có những cái miếng lật tốt hơn. Trong cái kịch bản nho nhỏ 2 phút độc thoại này thì em chỉ cần dùng thêm những cái sự soạn sửa đó, cái sự cấu tứ và chặt chẽ của một nhà văn cho những phần sau, và nâng cấp văn từ của mình, đừng mãi tự nhiên và phóng khoáng. Đây chỉ là phần chào hỏi giao đãi ban đầu, hãy để cho những phần sau người ta cảm nhận được là đang trò chuyện với một người master, một chủ nhân của ngôn ngữ, chứ không phải là một cậu bé sinh viên đến sinh hoạt cho vui rồi về. Nhưng anh vẫn đánh giá cao trong cái thời lượng ngắn như vậy mà em sử dụng tông giọng nè, sử dụng cái mở và cái kết, hai cái rất là độc đáo, và cái thông điệp khi mà đưa vô âm nhạc, đưa vô kịch, nó vẫn có cái sự thú vị. Dạ, em cảm ơn anh Minh. Còn cái bài hát thì không biết nó có mối liên kết nào không, nhưng mà Mỹ Tâm là thần tượng của chị, cho nên là em hát bài này thì em làm cho chị cảm thấy chị cực kỳ thích rồi. Và những cái giá trị gần nhất để động lại với người nghe thì em đã làm tốt. Đặc biệt là trong cái bài cảm ơn á, em còn đưa cái sự hài hước của em vô nữa. Rất là cần trong lúc này, những người MC như em á, khi mà ngôn ngữ mình đã có rồi, mình cố gắng làm cho cái bài của mình nó trở nên hài hước hơn một chút, thì những cái bài nó căng thẳng như vậy á, người ta sẽ cảm thấy cái năng lượng tích cực nhiều hơn. Khi mà anh Vinh nói thì ngay cái khúc cuối cùng á, là em lúc đầu định đưa lên thông điệp là Việt Nam chắc chắn vượt qua, mà từ ngay lúc đó thì hình ảnh bé Sa hiện lên trong đầu em, một cái nhân vật YouTube rất là truyền cảm hứng của em, thế là em yeah luôn. Cái mà chị thấy ở Phong là cái sự linh hoạt và tự nhiên, nhưng mà sự sáng tạo linh hoạt và tự nhiên nếu như mình không điều tiết, nó sẽ là một con dao hai lưỡi, làm cho chúng ta trở nên lúng túng trước cái cấu tứ mà mình đã sắp đặt. Vậy thì cái mà mình cần, mà một nhà văn như Phong thừa sức làm, là nâng cấp việc kể chuyện tự nhiên ở thôn làng thành diễn thuyết truyền cảm hứng. Hai cái này nó rất khác nhau. Khi mà nói chuyện ở một cái nhóm nhỏ thì chúng ta có thể thoải mái đem thế giới quan của mình ra trình bày, nhưng mà kỹ thuật diễn thuyết thì nó cần nhiều những cái hệ tư duy và một chút xíu gia vị của kỹ thuật. Nên là mình có thể áp dụng một cái điểm mạnh của nhà văn, đó là sự nâng cấp văn từ. Ví dụ, chị thấy em rất là tự nhiên thoải mái rồi, em đang cố gắng áp đảo cái phần nhà văn của em á, nên đó lại là một cái điểm yếu. Thật ra cái từ vui mình có thể sử dụng là tích cực đi ha, mình có thể nâng cấp thêm những cái từ mà mình đang dùng rất là thoải mái tự nhiên thành một cái từ gì đó có giá trị và cái sức nặng gây áp đảo hơn trong tâm trí của khán giả. Cảm ơn chị Trinh. Dạ, xin chào và chúc các anh chị một buổi làm việc hiệu quả.
Cánh én thứ ba trong ngày hôm nay xuất hiện tại Én Vàng 2021 chính là thí sinh Quỳnh Trang. Đầu tiên, xin mời Quỳnh Trang đến với phần thi tự giới thiệu. Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Quỳnh Trang và hiện tại thì tôi đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Quỳnh Trang thì được mọi người biết đến khá là nhiều với danh hiệu người đẹp bản lĩnh tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 vừa rồi. Và trở về sau cuộc thi, mặc dù thì cuộc thi đã cách đây 2 năm rồi, nhưng mà rất nhiều người rất là tò mò và hỏi Trang là lý do gì mà Trang lại có một cái danh hiệu rất là đặc biệt như vậy với cái tên là người đẹp bản lĩnh. Có phải là vì mình bản lĩnh quá hay không? Thậm chí mà có một người anh đã từng nói đùa với Trang rằng là có phải là trông em như thế mà cũng dám đi thi Hoa hậu nên người ta mới trao cái danh hiệu là đẹp bản lĩnh hay không? Bởi vì thực sự thì chỉ một tháng trước khi cuộc thi diễn ra thì Trang từng nặng tới 62 cân và mình đã phải giảm 12 cân trong vòng một tháng. Và trước cuộc thi thì Trang là thí sinh duy nhất nằm trong top 10 mà chưa hề có một kinh nghiệm mà đứng trên sân khấu nghệ thuật hay là từng biểu diễn thời trang. Nhưng mà mình nghĩ rằng là kỹ năng thì chúng ta có thể trau dồi qua thời gian, qua học hỏi, qua quan sát với bạn bè, thầy cô và các huấn luyện viên trong cuộc thi. Nhưng điều quan trọng nhất, thứ mà không phải ai cũng có được, Trang nghĩ rằng đó là hai chữ bản lĩnh. Bởi vì nếu như chúng ta có bản lĩnh thì chúng ta sẽ rất tự tin khi đứng ở trên sân khấu. Và đến với Én Vàng 2021 thì thực ra đây là một cuộc thi mà Trang cũng đã ước mơ từ rất lâu rồi. Và phải thú thực rằng là Trang chưa từng qua một lớp đào tạo chuyên nghiệp nào về dẫn chương trình. Tất cả những gì mình có chỉ là qua kinh nghiệm khi đứng ở trên sân khấu, qua những cơ hội khi mà tình cờ được làm người dẫn chương trình ở rất nhiều các chương trình lớn nhỏ khác nhau. Và mình tin rằng là cùng với hai chữ bản lĩnh đó thì Trang sẽ hoàn thành thật tốt phần thi của mình tại Én Vàng 2021. Và ngay bây giờ là phần thi với chủ đề ước mơ. Xin mời Quỳnh Trang. Thưa quý vị và các bạn, nếu như được tặng cho mình một ước mơ giữa mùa dịch Covid-19 này thì quý vị sẽ ước mơ điều gì ạ? Rất là tình cờ, đó là trong một cuộc trò chuyện của Trang cùng với các bạn bè của mình trong một nhóm chat trên mạng xã hội thì một người anh hiện đang làm bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh có hỏi rằng ước mơ lớn nhất của anh bây giờ là có một giấc ngủ thật sâu. Như vậy có ích kỷ quá không các em? Một người anh mà tôi vô cùng ngưỡng mộ đã sẵn sàng hy sinh bản thân mình để trở thành một chiến sĩ blues trắng trong tuyến đầu chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Một người hy sinh cao cả như vậy mà lại nghĩ rằng một giấc mơ để có thể có một giấc ngủ thật sâu lại là ích kỷ cho riêng mình các bạn ạ. Và đó cũng là lý do vì sao mà tôi cứ phải tự hỏi mãi bản thân mình là tại sao một giấc ngủ thật sâu thôi lại khó đến thế. Điều ấy có lẽ là càng cho chúng ta thấy được rằng một giấc ngủ thật sâu dường như giúp chúng ta cảm nhận được cái sự căng thẳng, khốc liệt của dịch bệnh Covid-19 lần này. Còn nếu đối với riêng Trang, nếu được hỏi rằng ước mơ của Trang bây giờ là gì thì Trang phải thực sự cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi chí ít hiện tại bây giờ mình vẫn còn có thể có được một giấc ngủ thật sâu. Và ước mơ lớn nhất của Trang bây giờ đó là có thể hoàn thành thật tốt phần thi của mình tại Én Vàng 2021. Không phải chỉ bởi vì Trang mong ước nhận được lời khen từ ban giám khảo đâu thưa quý vị, mà bởi vì nếu như trong phần thi ngày hôm nay Trang có thể thay mặt ban tổ chức, thay mặt cùng với các thí sinh khác để lan tỏa những năng lượng tích cực đến những niềm tin yêu về cuộc sống này giữa mùa dịch Covid-19 đến tất cả các quý vị khán giả, thì Trang tin rằng nếu như Trang làm được điều đó thì mình đã thành công rồi. Và mặc dù điều kiện không cho phép để Trang có thể được bay vào thành phố Hồ Chí Minh để xuất hiện tại sân khấu trực tiếp của Én Vàng 2021, dùng tất cả ước mơ của mình thì Trang vẫn muốn là có thể dùng những ước mơ đấy để nói lên những điều ý nghĩa nhất, những điều hay nhất, những thông điệp thực sự có ý nghĩa thiết thực nhất đến tất cả các quý vị khán giả. Và Trang tin rằng sẽ sớm thôi, Trang sẽ được gặp gỡ ban tổ chức và các thí sinh khác ngay trên sân khấu của Én Vàng 2021. Và chắc hẳn là ánh đèn sân khấu ở nơi ấy sẽ rực rỡ và tuyệt vời. Còn bạn ước mơ điều gì? Hãy chia sẻ với Trang nhé. Bởi vì Trang tin rằng dù đó là ước mơ thật nhỏ hay lớn lao, ước mơ ấy là của riêng bạn hay dành cho tất cả mọi người, thì nó đều có rất ý nghĩa giữa mùa dịch Covid-19 này đấy. Phải nói là anh rất là xúc động khi nhìn cái không gian của em. Bởi sao ạ? Lần đầu tiên trong lịch sử của Én Vàng chúng ta trải nghiệm cái không gian như vậy. Mỗi người ở nhà và tôi thì đang có mặt một mình ở sân khấu ảo và kết nối với các thí sinh. Tôi thấy được từng cái góc của các bạn trang trí. Và hôm nay cái gian bếp này cho anh thấy được cái sự bình yên của nó. Ở phía sau là những hàng cây xanh, một gian bếp rất là ngăn nắp và có cái sức sống ở đó. Nhìn qua một cái cảnh vật để chúng ta thấy được rằng trong lúc khó khăn này chúng ta vẫn có cách để làm tốt cái công việc của mình. Đó là cuộc thi Én Vàng đang diễn ra. Bây giờ quay trở lại, thứ nhất là em có một cái giọng tốt, có nụ cười sáng và sáng sân khấu. Nhưng
nhấn nhá đúng chỗ vẫn là cái em cần. Em nhấn nhá rất là nhiều chỗ, nhưng mà chúng ta nhấn nhiều quá những cái chỗ mà không đúng trọng tâm á, thì nó bị mất áp phê. Rồi bây giờ vô cái phần mơ ước này, em là cái người đầu tiên mà đặt ra câu hỏi ngay từ cái mệnh đề đầu tiên. Các bạn có khi nào hỏi mình rằng mình có một giấc ngủ như thế nào, tự nhiên gây sự tò mò? Cái vế thứ hai là tôi có một anh bạn chỉ mong có một giấc ngủ thật sâu. Riêng cái giấc ngủ đó nó nói được toàn cảnh những gì đang diễn ra. Chỉ cần một giấc ngủ thôi đối với những người ở tuyến đầu. Đó, có những cái mệnh đề mà mình nói lên nó sẽ bao trùm những cái khác, thì em làm được cái việc đó ha. Tuy nhiên với cá nhân của tôi thì mỗi người nó có một ước mơ rất là riêng, không thể nào nói ước mơ của ngày này lại là ước mơ của tôi được. Trang phải cố gắng làm sao biến những điều nó không liên kết trở thành điều liên kết, biến những điều không hợp lý trở thành hợp lý, thì đó mới là một cái kỹ năng nói. Một cách ví dụ như thế này, khi mà bạn nói anh đó ước mơ có một giấc ngủ thật sâu thì bạn phải liên hệ đến mình. Tôi lại nghĩ là mình có quá nhiều thời gian và tôi lại ngủ rất là thoải mái. Tôi nghĩ rằng đôi khi cái ước mơ của họ là xa xỉ thì lại bình dị và giản dị đối với tôi. Tức là em phải cố gắng liên hệ làm sao cái việc mình đang có quá nhiều thời gian để ngủ trong khi anh ta lại không có thời gian để ngủ, để suy nghĩ rằng mình sử dụng cái thời gian của mình làm sao cho có hiệu quả. Thay vì dành thời gian để ngủ từ salon vô tới phòng khách, hay là đôi khi ngủ gật ở nhà bếp, ví dụ vậy cho nó vui vui, thì tôi nên có một số hành động nào đó thật là ý nghĩa. Ví dụ em có cái bếp đúng không? Cái bếp của em quá hay. Tại sao em không tận dụng cái không gian em có? Tôi sẽ làm những bữa ăn thiện nguyện, nấu những cái món ăn và sau đó tôi sẽ nhờ những anh giao hàng giao đến những khu bị cách ly. Thế thì em nên làm cái chuyện đó. Em đừng nghĩ đến chuyện là tôi không vào được thành phố Hồ Chí Minh để tôi làm chuyện đó, mà tôi phải làm ở nơi tôi đang ở, và nơi tôi đang ở cũng đang bị ảnh hưởng, thì như vậy nó sẽ rất là ý nghĩa. Anh không phủ nhận là cái ước mơ của em bước lên trên sân khấu của Én Vàng là một ước mơ rất đẹp, và anh nghĩ bất cứ thí sinh nào tham gia cuộc thi này họ cũng rất thích. Nhưng nếu em đặt một ước mơ cao hơn cho cộng đồng thì anh nghĩ nó chạm đến nhiều người nghe hơn. Anh bên Trang một chút nào, thật ra thì cái từ cuối anh rất là thích đấy, ước mơ một ngày nào đó có mặt trên sân khấu Én Vàng không phải qua hình thức trực tuyến, có nghĩa là cuộc sống đã quay trở lại bình thường rồi, đúng không nào? Cái ý nó rất là sáng. Anh cũng đang ước mơ như thế, ước mơ cho sân khấu sẽ quay trở lại, không phải sân khấu của chúng ta mà rất nhiều sân khấu. Có nghĩa khi sân khấu Én Vàng đã sáng lên lung linh, có nghĩa là cuộc sống đã trở về bình thường. Có phải là một cái ước mơ tưởng là nhỏ nhưng mà thực sự là rất là lớn. Quan trọng là mình làm sáng cái ý thôi. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Em đang có hai cái điểm cộng rất là lớn, cả thanh và cả sắc luôn. Tuy nhiên khi mà chúng ta đã dấn thân đến công việc dẫn chương trình là chúng ta phải có một cái tầm nhìn lớn hơn, chúng ta phục vụ đối tượng khán giả rộng rãi hơn. Bởi vì rõ ràng đây là một cái bài nói nó rất nhẹ nhàng, êm ái, không có một cái độ gập ghềnh gì cả. Nó chỉ để dành cho những cô gái, những người, những nhân vật mà có một cái tính cách giống như em thôi. Thì cái nhìn của cái người MC, người dẫn chương trình, có tư duy biên tập, nó phải mang cái tính khái quát bao hàm nó lớn hơn. Bên cạnh đó, làm sao để người ta cảm thấy người ta gật gù, người ta tâm đắc với tất cả những cái ý của mình nói. Câu nào là người ta gật gù câu đó, nói câu nào ra là người ta vỗ đùi đen đét để người ta đồng ý với em rằng là cô này nói quá hay. Chứ nó không phải là cô này nói cũng giống như những cô khác nói, hay là cũng bình thường, mình cũng đọc đâu đó những cái suy nghĩ này, những cái câu chuyện, những cái ý nghĩ này. Nó không làm cho em có một cái màu sắc nó ấn tượng hơn đối với khán giả. Mọi thứ mà Trang đang có nó đã rất là đẹp rồi, nó đã là một cái nền tảng mà rất nhiều người bạn khác cần. Mà bây giờ mình có rồi, mình chỉ thêm một tí xíu nữa, mình leo thêm vài bậc thang nữa để mình có một cái vị trí ổn định trong lòng của khán giả, thì đây là điều mà Trang cần cải thiện. Em cảm ơn chị. Tiếp tục, xin mời quý vị đến với phần thi câu chuyện thời Covid-19 của thí sinh Quỳnh Trang. Thưa quý vị và các bạn, hàng ngày thì chúng ta mở báo đài rồi xem các phương tiện truyền thông báo chí và chứng kiến những con số về ca nhiễm Covid-19 thì chắc hẳn là ai ai cũng đều cảm thấy chóng mặt và hoang mang, đúng không thưa quý vị? Nhưng những lo sợ đó cứ thế kéo dài, chán ngắt khi mà chúng ta không thể đoán trước được đến bao giờ thì giãn cách xã hội tại các tỉnh thành mới hết đây, và đến bao giờ thì dịch bệnh Covid-19 mới ổn lại một chút đây. Và câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta cứ mãi ngồi đó để thắc mắc, để lo sợ những điều đó hay sao? Thay vì đó thì tại sao chúng ta không tìm một cách nào đó thú vị hơn, bình tâm lại bản thân một chút xíu và lạc quan hơn giữa lúc này nhỉ? Còn cách của riêng Trang đó là ngày hôm nay sẽ rất là đơn giản thôi. Ngay tại trong căn bếp xinh xắn ở trong gia đình này của Trang thì Trang sẽ cùng mời đến đây một vị khách mời cũng là một người anh của Trang. Xin mời anh đầu bếp Chu Anh Tiệp ạ. Em chào anh. Xin chào quý Trang, xin chào quý vị khán giả.
Và ngày hôm nay thì em và cùng với anh Tiệp sẽ chia sẻ đến tất cả các quý vị khán giả những cái công thức rất là nhẹ nhàng, nho nhỏ thôi để có thể làm được những cái thức uống có thể tăng cường sức đề kháng cũng như sức khỏe giữa mùa dịch này. Thì không biết là hôm nay anh giúp em chuẩn bị những món đồ uống gì nhỉ? Đầu tiên thì mình giới thiệu với các bạn nước ép táo xanh và ớt chuông. Lần đầu tiên em được nghe đến dùng táo xanh với ớt chuông đấy anh ạ. Nước ép này thì chúng ta có thể chống oxy hóa, kháng viêm rất là tốt. Chắc là em sẽ xin phép quý vị khán giả, xin phép anh Tiệp cho em thử một chút xíu nhé. Rất là tuyệt vời thưa quý vị. Cái vị táo xanh hơi ngọt ngọt chua chua này, thêm cái vị ớt chuông nữa, nó hơi hăng hăng một chút xíu thôi, không hề khó uống mà rất là ngọt. Và em nghĩ rằng là vừa được thưởng thức mà thức uống rất là nhẹ nhàng, làm tại nhà như thế này thì sẽ rất là tuyệt vời. Và còn này có tăng cường sức đề kháng nữa đúng không anh? Đến đây thì hôm nay mình rất tâm huyết với món độc giang ủ muối. Tức là một cách chống dịch của người dân Bắc Giang rất là hiệu quả. Và em thấy hình như là thức uống này có vẻ là dễ làm nhất thì phải. Đúng rồi, chúng ta thì rang đậu đen lên và tiếp theo là chúng ta cho một chút muối hạt vào. Muối hạt vào và chúng ta cho nước sôi vào ủ khoảng 2-4 tiếng. Dạ, rồi xin mời đồ uống và cuối cùng. Loại nước ép cuối, mình giới thiệu với các bạn là làm sao để tăng cường vitamin C cùng với cả tăng cường hệ tiêu hóa thật là tốt. Thì cái nước ép này là nước ép ổi, rất là công dụng mà đơn giản thôi. Vâng ạ. Rồi, em tò mò quá xem là nước ép ổi bình thường mà anh Tiệp xay thì khác gì với nước ép ổi em xay nhé. Tất nhiên là vẫn với cái vị ngọt thanh nhẹ của ổi, nhưng em thấy nó có vị hơi chát chát một chút xíu đúng không anh? Đúng rồi. Nếu như em được lựa chọn anh ha, em sẽ lựa chọn là nước ép ổi. Anh biết tại sao không? Bởi vì là nước ép ổi thì em nghĩ rằng là với một người có thể là không hay vào bếp như em, nhưng thực sự là trong những ngày này thì mình vào bếp cũng là một cách để mình nâng cao thêm kiến thức này, bảo vệ sức khỏe gia đình này, cháu có cái không gian đầm ấm với gia đình hơn. Thì nước ép ổi em nghĩ rằng rất là dễ làm, và cái quan trọng là chúng ta có thể tìm mua được những loại này rất là dễ nữa, và thêm một chút xíu những cái tình cảm mình vào đấy nữa. Mình hiểu ý của Quỳnh Trang rồi, tức là Quỳnh Trang cũng ủng hộ bà con nông dân. Dạ, chính xác rồi, anh hiểu ý em quá. Rất là cao đẹp ạ. Vâng ạ, một lần nữa thì cảm ơn anh Chu Anh Tiệp rất là nhiều đã đến đây để chia sẻ với em Trang cũng như là các quý vị khán giả để làm sao chúng ta có thể có được những thức uống em nghĩ rằng là rất là đơn giản và nhẹ nhàng mà cũng có thể làm ngay tại nhà để tăng cường sức đề kháng để cùng nhau chống dịch Covid-19 nữa. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, Trang nghĩ rằng với căn bếp ngày hôm nay thì không chỉ là giúp cho chúng ta có một sức đề kháng tốt hơn với rất nhiều các loại vitamin từ các loại hoa quả ngày hôm nay, mà Trang nghĩ rằng Trang và anh Tiệp ngày hôm nay đã mang tới một loại vitamin nữa, có thể là đặc biệt hơn một chút xíu, đó là vitamin lạc quan. Thưa quý vị, mỗi người chúng ta sẽ lạc quan hơn nữa để tìm thấy những tươi vui hơn trong cuộc sống, ngay tại trong nhà mình, trong chính căn bếp mình, và thưởng thức những ly nước uống rất là đơn giản, mát lạnh, cảm nhận không khí đầm ấm cùng với gia đình của mình nữa. Hy vọng rằng căn bếp nhỏ xinh của Trang cùng với anh Tiệp ngày hôm nay đã mang tới cho quý vị những vitamin lạc quan nhất, những năng lượng tích cực đến cho tất cả mọi người. Cái yếu tố thuyết phục hồi nãy trong cái phần câu chuyện Covid á, là nó chưa nhiều nha Trang. Và chị mong muốn ở cái lời cảm ơn này nó sẽ là một cái cứu cánh để nó thuyết phục chị nhiều hơn. Câu chuyện Covid chị thấy nó dàn trải quá. Anh nghĩ anh sẽ là người ra đề lúc này. Trong cái ý của bài nói của em có một chi tiết anh rất là thích, đó là cảm ơn những người nông dân. Cho em 60 giây, em lập tức phải chuyển đổi cái bài cũ cộng với cái đề tài của anh đưa ra để em mix novel mà tập trung vô cảm ơn người nông dân mà anh nghĩ rất là cần ấy, trong lúc này. 60 giây của em bắt đầu. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày mùa dịch Covid-19 lần này thì chúng ta đã phải chứng kiến những cảnh ví dụ như là giãn cách xã hội và sẽ rất khó để chúng ta có thể tìm kiếm mua lương thực để có thể giúp cho bản thân cũng như là gia đình trong những ngày này. Và Trang đã từng thấy lòng quặn thắt khi mà chứng kiến cảnh mà người dân phải xếp hàng nối đuôi nhau trước những cửa siêu thị hoặc là những cửa hàng để có thể mua được những món đồ ăn, những rau xanh để mang về cho gia đình mình. Nhưng mà cũng rất là may mắn những ngày đấy không hề kéo dài mà chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn thôi. Và Trang nghĩ rằng bên cạnh sự giúp sức của mọi người có thể bảo vệ bản thân mình để tránh tụ tập nơi đông người, cũng như là sự giúp đỡ của nhà nước và chính phủ, thì Trang nghĩ rằng ngày hôm nay sẽ là một cơ hội tuyệt vời để Trang xin phép được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả bà con nông dân ở khắp các tỉnh thành Việt Nam. Chính nhờ mọi người đã tạo ra những sản vật, những đồ ăn, thức uống vô cùng tuyệt vời để cho chúng ta có thể đồng hành cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19 lần này. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
Một trong những khả năng mà anh cần của một người dẫn chương trình của Én Vàng á, là khả năng xử lý sân khấu và xử lý tình huống. Thì em có xử lý nhưng mà anh thấy là nó không đủ sâu, em hiểu không? Khi mà nghe một cái từ khóa về nông dân, từ khóa thứ hai là 60 giây thì có nghĩa là sao? Em phải lập tức xoáy vô cái vấn đề mà mình muốn nói, những gì xúc tích nhất, những gì chạm nhất. Em nói nhưng mà nói cái chung chung à. Những bài mà em chuẩn bị trước rất hay, nhưng những bài mà gọi là gọi cái sự phản ứng á thì nó bị hụt. Hụt ở đây là hụt về kiến thức và sự quan sát. Tại vì sao? Đó là một đề tài có thể lấy nước mắt của người ta. Nhưng mà em lại chọn một cái hướng nói mà theo cá nhân của anh là bài nói của em nó bị nông. Gần đây em có đọc báo câu chuyện về siêu thị không đồng không? Em có biết câu chuyện về những bếp ăn từ thiện không? Em có biết những cái chuyến xe chở rau củ quả đến khu giãn cách mà ở đó thì người dân sẽ nhận rau củ quả miễn phí? Em biết những cái phần đó là đến từ đâu không ạ? Từ những cái người nông dân. Thì những cái câu chuyện về người nông dân bán không đồng, không hề có lợi, thì đó là những câu chuyện truyền cái cảm hứng tích cực đến trong cái bài nói của em. Thì em sẽ hiểu được người nông dân họ tuyệt vời đến như thế nào. Và em phải truyền được một thông điệp rằng khi người ta hoạn nạn, người ta sẽ thấy được chân tình, và không ai bị bỏ rơi trong cái cuộc chiến Covid này cả. Và người nông dân là một thành phần không thể thiếu, bởi vì bất cứ khi nào dịch bệnh, hỏa hoạn, thiên tai gì đó xảy ra thì người nông dân chính là chỗ dựa vững chắc nhất. Thì như vậy em sẽ làm cho bài nói của em cực kỳ xuất sắc luôn. Nhưng cái phần Covid đó, đầu tiên là anh thấy em có sự sáng tạo, và anh đã hiểu ra được là cái gian bếp này em đã có dụng ý làm cho nó sinh động lên. Những cái món rất là thực tế mà lần đầu tiên anh nghe như ớt chuông rồi rang cái kia anh đâu có biết đâu. Cái thông tin nó bổ ích cho những người chưa bao giờ biết. Với cá nhân của anh á, đã sáng tạo thì mình làm cho tới luôn á Trang. Có nghĩa là em phải làm cho nó lạ hơn. Ở đây anh thấy những cái nước uống của em làm á, là em đã chuẩn bị sẵn. Nếu như mà em chỉ cần lấy chọn một loại nước uống hay nhất, em gọi là nước uống năng lượng tích cực chẳng hạn, và em là người trực tiếp thực hiện nó dưới sự hướng dẫn của anh đầu bếp, thì nó sẽ tạo cho cái mặt hình ảnh, tức là về đối với người dẫn chương trình á, thì việc mà tạo ra những cái hình ảnh động và nó mang tính bất ngờ trong cái quá trình mà mình thực hiện á, nó sẽ làm cho người xem cảm thấy thích thú hơn. Anh gọi đây đó là hiệu ứng của truyền thực tế. Ví dụ trong lúc quá trình em làm đó, em quăng trái ổi lên hay là em dùng dao em cắt mà nghe tiếng động hay như thế nào đó, em làm cái sinh tố đó, lúc nó xoay 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 lên, nó nghe cái tiếng động đó, rồi sau đó em lấy cái thành quả đó ra, em uống và em tự đặt cho nó một cái tên, và từ cái trái đó em truyền một cái năng lượng tích cực, à đây là cái loại nước có công dụng gì, rồi nó có cái mục đích gì, thì cái bài nói của em nó sẽ hay hơn. Rõ ràng em có một cái lợi thế về gương mặt rất là tươi tắn và nụ cười rất là đẹp, nhưng đây đối với người dẫn chương trình đôi khi nó lại là một con dao hai lưỡi. Khi mà chúng ta nói về những thông tin của dịch bệnh, nói về câu chuyện của những ngày giãn cách, nói về những cái sự lắng động, thì gương mặt của mình nó phải có chiều sâu về cảm xúc. Lúc đó nó không được quá căng thẳng để người ta cảm thấy nó quá là nghiêm trọng, mà chúng ta phải có một cái sự đau đớn ở trong ánh mắt, chúng ta phải có một cái nhíu mày để mọi người cảm nhận được cái sự sâu sắc đó trên gương mặt của mình về cảm xúc. Thì hoàn toàn câu chuyện từ hồi đầu đến giờ, dù là nói về Covid hay là nói về dịch bệnh, thì em vẫn rất tươi. Nên em tập lại cái đó, cố gắng sửa để chúng ta được gặp nhau ở sân khấu rực rỡ của Én Vàng. Nhưng anh vẫn đánh giá cao một cô gái đứng từ Hà Nội để nói những cái thông điệp rất là hay cho những người ở thành phố Hồ Chí Minh đang nghe, ở đâu đó đang rất là cần tiếp sức, thì em cũng đã tiếp một cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Cảm ơn em rất là nhiều. Em xin cảm ơn ban giám khảo ạ. Và ngay bây giờ là phần thi của cánh én cuối cùng trong tập hôm nay, thí sinh Kim Liên. Chủ đề đầu tiên của Kim Liên đó chính là ước mơ. Tuy nhiên trong phần thi này, Kim Liên sẽ không được thực hiện bài thi đã chuẩn bị sẵn, mà sẽ trình bày một đề tài khác do ban giám khảo đưa ra ngay lúc này. Đó chính là hãy cùng nhau ước mơ cho Covid-19 vô hiệu hóa trước tất cả trẻ nhỏ trên toàn thế giới. Kim Liên, bạn đã sẵn sàng? Dạ, em xin 10 giây để mình hãy thống ý lại một xíu. Phần thi của bạn xin được bắt đầu. Thưa quý vị, hai từ ước mơ thật ra đối với Kim Liên nó rất là có ý nghĩa. Tại vì ngay từ nhỏ mình đã xác định được ước mơ của mình là gì. Đó là trở thành một người dẫn chương trình, là một cây cầu nối giữa khán giả cùng với chương trình. Và vào thời điểm hiện tại, tôi lại cảm thấy ước mơ nó có giá trị hơn bao giờ hết. Khi chúng ta đang sống giữa đại dịch Covid-19, chúng ta đang mang vác quá nhiều những gánh nặng trên chính con người của mình. Có phải là quý vị cũng đang lo không biết ngày mai đây thì gia đình của mình, ba mẹ của mình ở quê hoặc chính người thân đang ở chung với mình
có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 hay không? Hoặc nếu như quý vị là những người đã có con nhỏ trong gia đình rồi, thì con của mình nó có nguy cơ bị lây nhiễm Covid-19 từ mình là người vẫn phải thường xuyên đi lao động ở ngoài xã hội hay không? Tôi rất hiểu những nỗi lo đó, bởi vì tôi cũng là một người đang nằm trong chính tâm dịch của Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày gần đây, Kim Liên đã đọc được một thông tin rất là xúc động khi có đến 10 mấy, 20 bé nhỏ mặc trong người một cái bộ đồ gọi là bảo hộ bịt bùng. Kim Liên thử tưởng tượng là nếu như bản thân của mình là người đang phải khoác trên mình bộ đồ bảo hộ như vậy, chắc là mình cũng không chịu nổi đâu quý vị ạ. Và đó là những bé cùng với ba mẹ của mình vào chính khu cách ly. Thực ra ước mong của tôi lúc này đây chỉ đơn giản một điều rằng là một ngày nào đó Covid-19 sẽ được vô hiệu hóa, không chỉ là với trẻ em thôi mà với tất cả người dân trên toàn thế giới. Tại vì khi đối mặt với Covid-19, ai cũng sợ. Khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, ai cũng muốn mình được sống. Và hơn thế nữa, chúng ta muốn lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng. Tôi ước mong rằng những bé nhỏ mầm non của đất nước sẽ được lớn lên, phát triển một cách tốt đẹp nhất. Các bé không phải mất đi ba mẹ của mình, các bé cũng không phải mất đi bất cứ một mối quan hệ nào trong cuộc sống. Và đương nhiên, khi các bé không mắc Covid-19 thì một ngày nào đó các bé sẽ trưởng thành không bị bất cứ một ảnh hưởng nào mà Covid-19 đã để lại. Tiếp tục với phần thi thứ hai, lời cảm ơn, Kim Liên cũng sẽ không được thực hiện nội dung mà mình đã chuẩn bị trước đó, mà sẽ có một đề bài mới từ ban giám khảo. Đó chính là hãy gửi lời cảm ơn trân trọng đến những người lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và của toàn Việt Nam nói chung. Xin mời Kim Liên. Thưa quý vị, chắc là cụm từ Covid-19 được nhắc đi nhắc lại những ngày này gây ra một nỗi ám ảnh. Bản thân Kim Liên cũng không muốn nhắc quá nhiều tới Covid-19, tại vì có ai mong đâu thế giới lại có những ngày buồn đến như thế này. Chắc chắn rồi lịch sử sẽ ghi lại những ngày mà cả dân tộc chúng ta đang gồng mình để chiến đấu vượt qua đại dịch Covid-19, mang cuộc sống trở lại những ngày bình thường. Thưa quý vị, những ngày vừa qua thì Kim Liên liên tục được đọc những trang báo khác nhau về những hình ảnh của các y bác sĩ, về những hình ảnh của các chiến sĩ công an ở tuyến đầu chống dịch. Và đâu đó, ngày 21 tháng 6 vừa qua, Liên lại đọc những hình ảnh vô cùng đẹp đẽ của các nhà báo đang lao mình vào trong tâm dịch để phản ánh kịp thời và chính xác nhất tình hình Covid-19 ở Việt Nam chúng ta. Thế nhưng quý vị, ngày hôm nay Kim Liên lại muốn dành một lời cảm ơn sâu sắc đến quý lãnh đạo, những người đã luôn ở đầu sóng ngọn gió để lèo lái con thuyền của toàn dân tộc chúng ta vượt qua đại dịch Covid-19. Những ngày vừa qua, các nhà lãnh đạo của đất nước chúng ta phải luôn nghiên cứu về cái chiến lược và đặc biệt là phương thức để làm sao Việt Nam của chúng ta có thể nhanh chóng vượt qua đại dịch. Đó là những chuyến xe cứu trợ, đó là những chuyến xe đưa đồng bào của chúng ta từ thành phố Hồ Chí Minh trở về quê một cách an toàn và thực hiện đúng 5K cũng như là cách ly. Hay là tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Kim Liên chỉ hy vọng rằng là quý nhà lãnh đạo của chúng ta, những người đang đứng ở đầu sóng ngọn gió sẽ luôn có một sức khỏe thật tốt. Mặc dù bây giờ là những ngày vô cùng khó khăn, trên đôi mắt có những vết thâm quầng vì ngày đêm phải thức và nghĩ ra chiến lược. Người dân chỉ là ở nhà để thực hiện theo chính sách. Thế nhưng những nhà lãnh đạo lại là những người phải cân đo đong đếm tới từng những con người ở trong đất nước của mình. Bởi vì một đất nước hùng mạnh là một đất nước dân cũng mạnh mà lãnh đạo cũng mạnh. Một lần nữa, Kim Liên xin được dành một lời cảm ơn sâu sắc nhất. Xin chào Kim Liên, rất là vui được gặp em trong chương trình Én Vàng năm nay. Đầu tiên là anh khá là ấn tượng với lại giọng nói của Liên. Theo anh nghĩ là đó là một chất giọng đẹp. Về cái bài nói của em thì với cá nhân của anh là em là một người có sự sắp xếp ý tưởng ở trong đầu, có khả năng sử dụng vốn từ, cho nên là khi nói ra thì nó khá là trôi chảy. Tuy nhiên, điều này nó cũng chỉ làm là em có thể tóm tắt được những gì em biết thôi. Còn cái nghệ thuật ngôn ngữ của em để mà em thuyết phục người khác thì nó chưa có dày, chưa có nhiều. Cho nên cái ý mà em đang nói về cái sự trân trọng hay là một cái lời cảm ơn đặc biệt đến cho quý ban lãnh đạo thì chị vẫn chưa thấy nó đã. Có nghĩa là về nội dung của bài nói nó đang bị an toàn. Nó rất là an toàn luôn, nó không có một cái điểm nhấn nào cho người ta thấy được là cái bài nói này đang có chiều sâu. Anh cảm thấy là nó đang bị trôi á em. Tức
rằng nghe cũng được, nghe cũng xuôi tai đó, nhưng mà không có điểm nhấn. Ví dụ như là em đang nói về việc chung tay của các vị lãnh đạo cùng với là nhân dân trong cái việc phòng chống dịch, nhưng mà em không đưa ra được cho tụi anh những cái ví dụ cụ thể để làm sao những cái ví dụ đó nó phải chạm đến trái tim của người nghe, những câu chuyện mà em đã đọc được hay những hình ảnh mà em đã thấy. Rồi ví dụ khi mà nói về những người đứng đầu của một thành phố, những người đang đứng đầu của một đất nước, thì chúng ta phải dùng những cái cụm từ như là kiên tâm, quyết đoán, vững vàng, đồng lòng, minh mẫn để đưa ra những cái quyết định đúng đắn nhất vào cái thời điểm này, bởi vì nó liên quan đến cái sự an nguy của cả một thành phố, của cả một dân tộc. Tất cả những cái yếu tố đó nó cho thấy là cái trách nhiệm đang đè nặng trên vai của các bác nè. Mỏi mệt đi làm cả ngày hay là đối diện với lại những cái nơi phòng chống dịch nó nguy hiểm, các bác là cao tuổi, lớn tuổi chứ, nhưng mà vẫn phải đến, vẫn phải làm, vì đó là trách nhiệm với đất nước, với thành phố này. Thì em chưa làm cho chị thấy được sáng mừng cái điều đó. Và qua cái phần chuyển tải của em, người ta phải thấy được có một cái sự ngưỡng mộ với các bác đó. Thì mình chưa có làm được cái điều này. Én vàng á, thì em nhớ như vậy nè, tất cả các bài nói phải có tính thông điệp. Tính thông điệp là gì? Có nghĩa là thông qua cái bài nói đó mình phải đẩy lên cái mà người ta cảm thấy được là mình đã rút ra được một cái điều gì đó. Còn những cái bản tin mà em nói có thể em chỉ truyền thông tin thôi, nhưng mà én vàng thì tính thông điệp phải cao. Qua mỗi cái bài nói người ta đều thấy đọc lại, wow, đúng rồi, chúng ta phải nhớ điều này, chúng ta phải rút kinh nghiệm và chúng ta phải nâng niu cái này, nâng niu cái kia. Thí dụ qua các vị lãnh đạo thì chúng ta thấy được cái gì ở trong tấm lòng, thấy được cái quyết liệt, thấy được cái sự hy sinh. Nhưng có thể nói là em là một con én rất là bản lĩnh, có cá tính và lưu loát, ba cái từ đó là chính xác cho em. Nhưng mà về cái cơ thể, về cái thể hiện thì nó thiếu sức sống và có một phần hơi lo lắng đó. Nên là em để ý mà em coi lại cái bản này này, thì cái cách em đứng, cái khuôn mặt mà em nói á, nó không có đi cùng với cái lời nói. Và em lại nhớ hôm nay anh này nói là một lần nữa là truyền hình nó vẫn có cái truyền tải riêng của nó. Bây giờ em phải hình dung em là người dẫn chương trình, em xuất hiện với body language, với cơ mặt, với cảm xúc để thể hiện và tương tác với tất cả mọi người, không phải là một khách thành viên nữa. Anh mong chờ hai cái phần thi sau này, khi mà em đã được chuẩn bị kỹ. Tại hai vừa rồi thì ít nhiều là Kim Liên vẫn phải ứng biến, nên có khi là cô ấy vừa phải nói, vừa phải tổng hợp ý, rồi vừa phải suy nghĩ, vừa phải biên tập, nó cũng là cái khó. Rồi hy vọng là cái phần sau em được chuẩn bị kỹ thì em sẽ làm tốt hơn. Em cảm ơn anh chị ạ. Và ngay bây giờ là hai phần thi cuối cùng của thí sinh Kim Liên, phần thi tự giới thiệu và câu chuyện thời Covid-19. Thử thách tăng cường dành cho Kim Liên đó chính là hãy kết nối hai phần thi với nhau một cách có ý đồ. Phần thi của Kim Liên xin được bắt đầu. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng theo dõi vòng thi online của Én Vàng năm 2021. Và tôi là Trần Kim Liên, top 16 của Én Vàng 2021. Mở đầu cho phần thi của mình thì Kim Liên đang có một câu hỏi muốn hỏi quý vị khán giả, và đặc biệt đó là ba vị giám khảo của chương trình. Các anh chị có bao giờ đặt ra câu hỏi đâu là cái câu nói mà mình nói thường xuyên nhất trong ngày hay không? Chắc là Kim Liên sẽ nhờ anh Vinh đi. Anh có nhận ra câu nào mình nói nhiều nhất trong ngày không anh? Có khỏe không? Có khỏe không? Bạn có khỏe không? Dạ, con chị Thải thì sao ạ? Thời điểm ở trường và thời điểm ở nhà, cái câu nói trong ngày của chị nó khác nhau. Vậy là mình cũng không kiểm soát được là đâu là câu nói nhiều nhất của mình. Đúng rồi, nhiều khi ở nhà thì câu nói nhiều nhất là nó hướng tới đối tượng là các con, còn thời điểm ở trường thì nó hướng tới công việc nhiều hơn. Dạ, còn anh Khang thì sao thưa anh? Mọi chuyện sẽ ổn. Dạ, đó cũng chính là câu nói mà Kim Liên đã khảo sát hết toàn bộ bạn bè của mình. Và hầu như bạn bè của mình đều nói thành phố tôi yêu, tất cả sẽ ổn thôi. Còn đối với Kim Liên, câu nói mà Kim Liên thường xuyên nói nhất đó chính là: xin chào, tôi là Kim Liên từ Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đó cũng chính là nghề nghiệp mà Kim Liên lên sóng hàng ngày. Thế nhưng ngày hôm nay có mặt trong Én Vàng năm 2021 khi nhận được rất nhiều những ý kiến đóng góp từ quý vị ban giám khảo. Thật sự là có buồn chứ, nhưng đó chính là động lực để Kim Liên phát huy vai trò của không chỉ một người phát thanh viên mà đó chính là một người dẫn chương trình. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại vòng thi online, một vòng thi rất đặc biệt. Và ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị về một cuộc chiến mang tên Cuộc chiến chống dịch Covid-19 2021. Ở cuộc chiến đó, ban giám khảo có đề cập với tôi sẽ có 3 yếu tố, chính là ý thức, kiến thức và cả phương thức. Và tôi tin chắc rằng là khi đề cập tới 3 yếu tố này thì quý vị sẽ nghĩ ý thức và kiến thức nó quan trọng lắm. Thế nhưng Kim Liên lại muốn bóc tách về phương thức, không phải là ý thức và kiến thức. Tại vì tôi cho rằng đó là một vòng tròn mà nếu như thiếu đi một yếu tố nào cũng không thể hoàn thành được. Và phương thức đóng một vai trò quan trọng, đó chính là chiến lược để chúng ta có thể chiến thắng đại dịch này. Ở chiến lược này, đó chính là đường lối của
Đảng và Nhà nước thì đưa ra rất nhiều những chương trình để người dân có thể tuân theo và phòng chống dịch. Và bên cạnh đó cũng chính là phương thức của mỗi người dân nghĩ ra để chúng ta có thể hợp tác cùng với nhà nước và chống dịch. Quý vị có đồng ý với Kim Liên là phương thức đó, nó sẽ nâng cao qua từng thời gian? Và phương thức nếu như mà ngày xưa mình nghĩ tới việc đi chợ hay đi siêu thị là mình sẽ vào chợ, vào siêu thị mình lựa từng quả táo rồi lựa từng món rau củ đúng không? Thế nhưng mà trong mùa dịch Covid-19, tất cả mọi thứ đã được chuyển sang online để đảm bảo an toàn và hạn chế tiếp xúc. Hay là vào năm 2020, Kim Liên thấy là mọi người cũng thường được đo thân nhiệt bởi một nhân viên y tế sẽ cầm cái cây đo thân nhiệt như thế này và kiểm tra trên trán của mình. Nhưng mà trong những ngày gần đây thì Kim Liên phát hiện là khi mình tới đài, không cần phải có cây đó nữa mà mình có thể đứng trước một cái cây đo thân nhiệt tự động như thế này. Và Kim Liên chỉ cần đứng trước, đưa mình gần lại cái máy đo là mình sẽ phát hiện được nhiệt độ của mình có ổn để bước vào cơ quan hay không. Còn nữa, ba của Kim Liên là một người mà tôn sùng sử dụng điện thoại cục gạch. Thú thật là như vậy, nhưng mà những ngày Covid-19 đến thì Kim Liên rất là lo, cho nên mình chuyển sang một cái điện thoại gọi là cảm ứng để ba mẹ ở nhà có thể gọi cho mình. Rồi cái mấy ngày gần đây, ba mình gọi lên nói là: "Alo con hả, nhớ vào trang của Bộ Y tế nha, rồi nhớ tải Bluezone nha con, rồi xong rồi mình sẽ kiểm tra được rằng mình có ai có nguy cơ bị nhiễm không, hay là mình thậm chí có vào khai báo y tế nhớ nha con." Và như vậy đó, Kim Liên thấy có những phương thức đó rất là hay, thậm chí là nó thay đổi tư duy của tất cả mọi người luôn. Bên cạnh đó thì Kim Liên thấy ở trong Én Vàng năm 2021, bằng chứng là mình đang đứng ở đây ngay chính tại ngôi nhà của mình để mình thi vòng thi online, một vòng thi chưa bao giờ có trong lịch sử Én Vàng trước đó. Và tôi nghĩ rằng sự tự tin, sự lan tỏa những thông điệp tích cực của mỗi thí sinh trong top 16 cũng chính là một nguồn năng lượng để từ Én Vàng 2021 chúng tôi có thể chuyển tải tới tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình này. Và không chỉ có như vậy đâu quý vị, sẽ còn nhiều hơn những chuyến xe từ Bắc tới Nam để chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại những tỉnh thành khác. Hay là chúng ta sẽ có những cây ATM gạo, ATM nước ống và rất nhiều những ATM khác. Hay là những bếp từ thiện sẽ luôn đỏ lửa. Và những hoạt động thiện nguyện như là anh Nguyên Khang, những ngày gần đây anh thường chia sẻ trên chính trang Facebook của mình, tham gia vào đội tình nguyện viên mặc dù rất gian khó, nhưng đó cũng chính là những phương thức mỗi người chúng ta có thể góp vào trong cộng đồng. Và Liên nghĩ không cần phải chờ đợi những phương thức đến từ ai cả. Tại sao mỗi người không tự tạo ra những phương thức? Bởi vì chính chúng ta làm nên cuộc sống này. Và tôi là Kim Liên, thí sinh top 16 Én Vàng năm 2021. Phần thi thứ hai của em tràn đầy năng lượng hơn so với phần thi đầu tiên. Em đã nói với một cái năng lượng nhiều hơn và nó gần giống như là cái năng lượng mỗi buổi sáng mà người ta thường hay nghe giọng nói của em. Em đã cũng cập nhật rất là nhiều cái thông tin về cái phần nói của mình. Tuy nhiên, với cá nhân của anh á, cái bài nói của em nó chưa được xúc tích và bất ngờ. Anh nói một cách ví dụ như là em đang cố gắng nói rất nhiều thứ về câu chuyện Covid, nhưng mà những câu chuyện Covid đó của em chỉ mang tính là gạch đầu dòng, chứ chưa là sự phát triển cái ý tưởng đó ra để tạo ra một cái câu chuyện thật hay. Thật ra em đã nói rất nhiều về máy đo thân nhiệt, phần thi online Én Vàng, ATM gạo, bếp từ thiện, rồi câu chuyện của ba em vân vân. Em chỉ cần lựa một câu chuyện duy nhất mà em cảm thấy thích nhất và phát triển ý tưởng của câu chuyện đó ra thì anh cảm thấy rất hay. Thật ra trong tất cả những cái câu chuyện mà em đang nói, câu chuyện hay nhất là câu chuyện gì biết không? Câu chuyện của ba em hả? Chính xác, câu chuyện của ba em là câu chuyện hay nhất. Tuy nhiên cái câu chuyện đó nó đang bị giới hạn quá. Thế thì từ cái mặt câu chuyện của ba em, rằng một người mà quen sử dụng một cái sản phẩm thiết bị công nghệ tạm gọi là của những thập niên trước để bắt đầu chuyển sang một màn hình cảm ứng để có thể cập nhật được câu chuyện của những người giãn cách trong thời ở xa. Thế em liên tưởng ra câu chuyện đó cũng có rất nhiều câu chuyện, không chỉ giữa bố mẹ con cái mà của những người yêu nhau, họ đang cố gắng giữ khoảng cách với nhau hơn nhờ sự phát triển của công nghệ. Và bài học ở đây là khi câu chuyện Covid làm mọi người xa cách thì dường như công nghệ lại đang kết nối mọi người lại với nhau. Thì anh nghĩ là cái câu chuyện đó nó sẽ tạo cho mọi người một cái sự suy nghĩ nhiều hơn, thấm thía hơn. Hiện giờ nó đang ở hướng là cập nhật tin tức cho người nghe chứ chưa phải là truyền cảm xúc cho người đối diện. Nghĩa là câu chuyện của một người dẫn chương trình truyền hình nó cần có những cái điểm sáng, điểm xuyết để người ta nhớ. Còn cái phần việc của radio đôi khi nó là điểm tin, đôi khi nó là chuyện phím, thì những cái đó nó mà bị lấn qua truyền hình á, cái thời lượng nó không có cho phép, cho nên lên truyền hình mọi thứ nó phải chắc ý, không được rề rà. Cái sự khác biệt này thì em phải làm rõ nó ra để em mới đóng được hai vai. Khi em ở phát thanh em làm gì, khi em ở truyền hình em làm gì? Anh hỏi em này, nếu mà em làm một chương trình radio dài nhất á,
nó diễn ra trong bao lâu? Dạ, dài nhất là 3 tiếng ạ. 3 tiếng đồng hồ. Vậy là cái dung lượng để em nói á, nó chiếm bao nhiêu phần trăm trong 3 tiếng này? Em sẽ nói tầm 1 tiếng rưỡi đồng hồ trong 3 tiếng. Em biết là truyền hình á, có những chương trình em làm á, có những phần á, người ta nói thì em chỉ nói được 30 giây thôi. Trong một cái phần giới thiệu thì em cái lượng thông tin nó phải nén khủng khiếp. Em phải nén nó lại, chứ em không thể nào nói như phát thanh được. Bây giờ em phải gọn lại tất cả các đề tài mà mình được nói và mình chắt chiu từng chữ từng câu. Có những lúc mà bỏ chữ này ra mà thay chữ khác mà nó hay hơn em phải thay. Thì hôm nay anh chưa thấy cái phần đó. Nên ngày hôm nay là cái bài học của em là bài học chắt chiu câu từ xuất hiện một ít giây thôi nhưng mà nó đáng. Nó làm cho nổi bật những gì mà em cần nói. Em cũng nên thay đổi một chút xíu. Vì bây giờ cái phần xuất hiện trên sân khấu, cái phần nhìn của mình nó phải được trau chuốt hơn. Với cái mái tóc này, với cái bộ trang phục ngày hôm nay, nó làm cho em thành sinh năm 86 luôn ấy. Cho nên là nó không mang cái tính hiện đại, thời trang của một cô gái trẻ sinh năm 96. Thì điều này em chú ý lại về cái phần nhìn, cái hình ảnh, đầu tư thêm về cái góc độ trang phục, làm sao đó để có một cái người tư vấn cho nó phù hợp với vóc dáng của em thôi. Không cần thiết là phải modern hay là fashion giống như nhiều người khác, nhưng mà nó phù hợp và nó tôn cái vóc dáng của em lên. Bây giờ em đã có được cái tư duy biên tập rồi nè, rồi em đã có thêm một cái chất giọng vô cùng là đẹp rồi nè, đầu tư thêm về hình ảnh, rồi bắt đầu là suy nghĩ thêm ở cái góc độ mà ở truyền hình là chúng ta cần phải thể hiện cái cá tính như thế nào, Án Vàng đang đòi hỏi mình cái gì, thì chị tin là Liên sẽ đi xa, nghĩa là chị tin vào cái năng lực của em nhé, cố gắng lên. Em cảm ơn anh chị ạ. Bốn cái nén đầu tiên đã cất cánh đầy ấn tượng tại Én Vàng 2021 và tuần sau tiếp tục là sự xuất hiện của bốn cái nén tiếp theo. Họ sẽ bay như thế nào? Hãy đón xem tập 2 của Én Vàng 2021 được phát sóng vào lúc 20:45 thứ Bảy ngày 14 tháng 8 trên kênh HTV9. Én Vàng 2021, hãy bay theo cách của bạn.